Rồi mời mọi người vào học nào. Các con chuẩn bị bài tập ra nào. Các con chuẩn bị bài tập vở sách tiếng Việt, tập đọc bài Em vẽ Bác Hồ. Chúng ta sẽ học tiếng Việt trước. Chúng ta học tập đọc trước. Cô kiểm tra tập đọc trước. Rồi bạn Xuân, rồi bạn Minh Chi, rồi bạn Tài, rồi Thu Phương, rồi Nam vào được rồi con. À Nam vào được rồi. Lâm vào được rồi. Linh rồi. Rồi, cô chào con. Ừ, cô chào các con. Thu Phương rồi. Bạn Nam nữa à? Nam vào được rồi à? Rồi, cô chào con. Rồi, cô chào con. Tú à? Rồi. Mọi người tiếp tục vào tiếp đi. Các con vào tiếp đi. Chờ các bạn chút. Vào đông đủ chúng ta bắt đầu học nha. Rồi. Cô chào con. Chúng ta gạt từ bên phải sang bên trái. Để nhìn thấy các bạn. Hà Phương chưa thấy nhỉ? Hà Phương đâu nhỉ? Ánh chưa thấy đâu nào? Ánh này, Hà Phương này. Trúc chưa thấy này. Ánh, Hà Phương, Trúc. Minh Chi bảo mạnh dạn lên con. Không kèm mẹ thế đâu. Minh Chi chưa? Minh Chi mạnh dạn lên. Cô nói cả lớp mình có nghe hay không nhỉ? Cô nói cả lớp mình có nghe hay không? Nào cô nhắc cả lớp mình nè. Từ buổi sau học nhá. Vì là mới buổi một buổi hai buổi đầu tiên cho nên các con chưa quen. Thì cô nhắc là từ buổi sau khi chúng ta bắt đầu vào học thì tất cả các con đều tắt hết mic đi nhá. Khi nào cô gọi đến bạn nào thì bạn ấy mới được bật mic lên. Cả lớp nhớ chưa nhỉ? Không thì rất là ồn, cô không giảng được bài được. Thế được cái sự thống nhất của nhà trường ấy thì mỗi một tuần chúng ta sẽ học 2 buổi, cô nhắc cả lớp mình này, mỗi tuần chúng ta học 2 buổi thôi. Học vào tối thứ 3 và tối thứ 6. Con nhớ nhá, học vào tối thứ 3 và tối thứ 6. Và cách thức học như sau. Cô sẽ gửi bài qua Zalo nhóm. Xong các con chuẩn bị bài. Sau đó chúng ta đến buổi học thì chúng ta sẽ cô sẽ kiểm tra và cô chữa bài. Đấy là cái cách học ôn tập, luyện tập những cái kiến thức đã học rồi. Thế còn hôm nào vào kiến thức mới thì chúng ta sẽ học khác, chúng ta sẽ học khác. Và học khác như thế nào thì cô sẽ nhắc các em sau, cô hướng dẫn các em sau. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục ôn tập như những tiết trước. Rồi bây giờ các con mở sách tiếng Việt trang 43, bài Em vẽ Bác Hồ. Cô sẽ kiểm tra từng bạn một về phần đọc thôi. Bởi vì đây là bài mới, chúng ta chưa học nội dung, tìm hiểu nội dung mà chúng ta mới, cô mới kiểm tra phần đọc của các con, xem các con chuẩn bị phần đọc như thế nào thôi nha. Đây là bài mới chúng ta chưa được học. Nào bây giờ cô gọi đến bạn nào thì bạn ấy bật mic lên nha. Bây giờ cô mời bạn Dương lớp trưởng đọc trước cho cô nào. Dương bật mic lên cho cô. Cả lớp lắng nghe bạn đọc. Em vẽ Bác Hồ trên tờ giấy trắng. Em vẽ vầng trán, trán Bác Hồ cao. Em vẽ tóc râu chỉ bờn nhẹ nhẹ. Em vẽ Bác Vế hai cháu trên tay. Cháu Bắc bên này, cháu Nam bên ấy. Vẽ hết trang giấy toàn những thiếu nhi. Sau bước Bác đi, khăn quàng đỏ thắm. Em vẽ chim trắng bay trên trời xanh. Em vẽ dưới tranh đồng.
Rồi. Cả lớp nhận xét bản Dương đọc cho cô nào. Nào, cô mời Minh Chi. Còn nữa không? Rồi, đúng rồi đấy, bạn Dương chú ý cho cô nhá. Nào, các bạn nào nhận xét bạn Dương đọc cho cô nữa không? Nào, cô mời bạn Xuân nhận xét những cái được của bạn trước. Bạn đọc là giấy trắng mà. Giấy trắng bạn đọc thế là đúng rồi chứ con. Rồi, còn bạn nào nhận xét nữa không nào? Bạn nào nhận xét giơ tay cô xem nào. Nào, cô mời bạn bạn Nam xem nào. Nào, con nhận xét. Con nhận xét bạn Dương đọc. Ừ, rồi, cô cảm ơn. Qua nhận xét của một số bạn thì cô thấy rằng trước hết là bạn Dương, cô thấy là bạn Dương bạn đọc rất là to tát rõ ràng phải nhỉ? Tuy nhiên, bạn Dương lưu ý cho cô. Đoạn cuối, đoạn trên con đọc rất là tốt, đọc đúng, rất tốt. Nhưng mà đoạn dưới con lưu ý cho cô là con đọc bị sai văn bản chút. Em đè dưới tranh ấy, phải nhỉ? Và đời đời ơn bác con đọc cũng chưa đúng, đúng nhỉ? Đời đời ơn bác. Nha, con lưu ý cho cô, đọc cho chính xác văn bản cho cô nhá. Được rồi, tiếp tục cô mời một bạn khác đọc cho cô, mà đọc bài cho cô nào. Cô mời bạn Hà. Cô mời bạn Hà. Theo bước bác đi, khăn quàng đỏ thắm, em vẽ chim trắng bay trên trời xanh, em về dưới tranh, đời đời ơn bác. Rồi, cô hỏi gọi bạn Hà và cô cùng bạn Nam đọc. Cô mời các bạn nhận xét cho cô nào. Các bạn nhận xét bạn Nam đọc cho cô nào. Cô mời bạn. Cô mời đặt B. Bạn Nam vẫn được cô làm. Rồi, bạn nào nhận xét nào, cô mời bạn Dương nào. Dương nhận xét bạn Nam cho cô nào. Xong rồi các con tắt mic đi nhá. Bạn Nam tắt mic đi cho cô. Vậy thì cái phần kiểm tra đọc hôm nay cô chỉ kiểm tra một số bạn như vậy thôi. Thế còn cái phần trả lời các câu hỏi, các con cứ chuẩn bị trả lời câu hỏi đấy của bài tập đọc đấy. Các con chuẩn bị đi để hôm nào sang bài mới chúng ta bắt đầu học phần sang phần tìm hiểu bài. Thế còn tiếng Việt còn một phần nữa cô cho trong bài tập, đó là viết chính tả bài nghe nhạc. Tất cả chúng ta viết chưa nhỉ? Chúng ta viết chính tả bài nghe nhạc cho cô chưa? Tôi ạ. Bạn... Rồi, rất tốt. Những bạn nào đã viết rồi thì tốt rồi, còn những bạn nào chưa biết, sáng mai các con viết nốt cho cô nhá. Vừa rồi chúng ta đã cô kiểm tra sơ qua về phần tiếng Việt và phần đọc của chúng ta. Còn về phần chính tả thì các con viết để luyện chữ cho cô. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang tiết toán. Ta sang tiết toán này. Trước khi vào tiết toán, cho cô kiểm tra bảng cửu chương. Chúng ta thường xuyên cô vẫn nhắc chúng ta học thuộc bảng cửu chương. Về nhà chúng ta đọc bảng cửu chương cho cô chưa nhỉ? Học thuộc bảng cửu chương cho cô chưa? Bây giờ cô sẽ kiểm tra từng bạn nhá. Cô kiểm tra bảng cửu chương từng bạn này. Cô mời Thu Phương đọc bảng nhân 7 cho cô. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21. 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 là 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 4, 7 x 7 bằng 4. Cứ bình tĩnh con. Cô mời Minh Chi nhận xét Thu Phương đọc bảng nhân 7 nào. Minh Chi. Cô ơi cô, bạn Phương bạn đọc hơi vấp ạ. Ừ, bạn Phương lưu ý cho cô nhá. Bạn Phương đọc mà còn một số một phép tính gần cuối cùng thì đấy con lại quên. Và đọc chưa được thuộc lắm nha. Đấy, cố gắng đọc lưu loát, đọc thật thuộc cho cô các bảng kiểu chương. Nào, cô mời Minh Chi. Minh Chi đọc cho cô bảng chia 6. Chia 6 bằng 7,
vẫn còn ấp úng đúng không? Cố gắng lên nha, tiếp tục mai học tiếp, cô kiểm tra tiếp. Nào, cô mời bạn Đạt A nào, đọc cho cô bảng nhân 4. Đạt A. Rất tốt, cả lớp khen bạn Đạt A cho cô. Qua kiểm tra bảng cửu chương thì cô thấy là các con về ở nhà, mặc dù là cô đến lấy đề cô dặn như thế, thế nhưng mà các con vẫn còn chưa bạn nào thuộc được lau cả. Trước ở lớp cô kiểm tra thường xuyên, ngày nào các con cũng đọc và các bạn đọc rất thuộc. Thế mà mấy tháng nghỉ dịch mà đọc bảng cửu chương còn ấp úng quá. Tất cả các con trong ngày mai học, ngày mai kia đọc thật thuộc lầu bảng nhân chia cho cô nhá, từ bảng 2 đến bảng 9. Và đến buổi học sau cô sẽ tiếp tục kiểm tra từng bạn một bảng cửu chương. Cả lớp nhớ chưa nhỉ? Chúng ta vừa hoàn thành bài tập 3, cô cố con sẽ tiếp tục sang bài tập 4. Nêu yêu cầu bài tập 4 cho cô nào. Nêu yêu cầu bài tập 4 cho cô. Cô mời bạn Nhi. Rồi, bạn Nhi rất hăng hái phát biểu này, xung phong phát biểu này. Cô bảo bạn Nhi nào, nêu yêu cầu bài tập 4 cho cô. Em thưa cô là tính giá trị của biểu thức. Tính giá trị của biểu thức, đúng rồi. Nêu kết quả thứ nhất cho cô, phép tính thứ nhất cho cô nào. Nêu giá trị biểu thức thứ nhất cho cô. Giá trị biểu thức thứ nhất cho cô. Cô mời bạn Đạt B. Kết quả phép tính thứ nhất. Nhân chia trước cộng trừ sau, nhưng con lưu ý cho cô, trong cái biểu thức này nó có dấu gì nhỉ? Dấu ngoặc thì con phải làm ở đâu trước? Con phải làm trong ngoặc trước. Vậy kết quả con ra như vậy không? Con làm lại xem nào. Nào, con xem lại bài của mình nhá. Cô mời bạn Dương. Cô mời bạn Dương. Con làm nào ra 602? Em tính trong ngoặc trước. 4 em lấy 401 trừ đi 100 bằng 301, em nhân với 2 bằng 602 ạ. Nhận xét bạn Dương, bài của bạn Dương cho cô. Thu Phương. Con thưa cô, bạn trả lời đúng rồi ạ. Rồi, rất giỏi, cả lớp khen bạn Dương cho cô. Rồi, kết quả thứ nhất bằng 602 là đúng. Những bạn nào kết quả không đúng mai làm lại cho cô. Tiếp tục. Kết quả phép của giá trị của biểu thức thứ hai. 401 trừ đi 100 nhân 2 bằng bao nhiêu nào? Cô mời Thu Phương. Con thưa cô, 401 trừ 100 nhân 2 bằng 201 ạ. Nhận xét kết quả của bạn Thu Phương cho cô mời Khánh Linh. À, bạn nào kết quả đúng giống như bạn Thu Phương, kết quả bằng 201 là đúng. Tiếp tục. Kết quả phép giá trị của biểu thức thứ 3. 67 trừ đi mở ngoặc 27 cộng 10 đóng ngoặc bằng bao nhiêu nào? Chúng ta nói nhanh nào. Cô mời Minh Chi nào. Minh Chi. Con đọc lại cho cô. 67 trừ đi mở ngoặc. Những bạn nào kết quả bằng 30 giơ tay cô xem nào. Những bạn nào kết quả bằng 30 giơ tay nào. Rồi, bạn đúng rồi. Vậy kết quả bằng 30 là đúng. Cả lớp khen bạn Minh Chi cho cô. Rồi. Giá trị của biểu thức cuối cùng nào. Cô mời bạn, kết quả cuối cùng là cô mời bạn Khánh Linh nào.
Giá trị biểu thức cuối cùng bằng 50 đúng hay sai? Cô mời bạn Thu Phương nhận xét cho cô. Con thưa cô, bạn trả lời sai ạ. Theo con. Theo con bằng 30 ạ. Con làm nào ra 30? Con thưa cô, con lấy 27 cộng 10, 67 trừ 37 bằng 30 ạ. Tại sao con lại lấy 27 cộng 10 trước nhỉ? Trong biểu thức, trong cái biểu thức này chỉ có cộng và trừ và cộng thì con phải làm lần lượt từ trái sang phải cơ mà. Thu Phương quên hết rồi. Trong một biểu thức mà chỉ có phép tính trừ và phép tính cộng, con phải làm lần lượt từ trái sang phải. Như vậy con phải trừ trước, 67 trừ đi 27 được bao nhiêu, con cộng với 10, vậy kết quả bao nhiêu? Kết quả bằng 50 là đúng nha. Thu Phương lưu ý lại cho cô nha. Cô cho bài tập cô gửi ở trên Zalo nhóm đấy. Các con tập trung làm bài tập cho cô thật tốt để cho cái buổi học như thế này của chúng ta nó có hiệu quả tốt hơn. Và những bạn nào mà chưa vào được cái phần mềm ứng dụng này thì bạn nào biết rồi thì có thể mách các bạn giúp bạn vào giúp cô để cho lớp mình tập trung học cho nó đông đủ nha. Những cái buổi trước và buổi này thì chúng ta mới học thử, chúng ta ôn tập thôi. Còn những cái buổi sau vào hoặc bài mới thì chúng ta phải đông đủ các bạn. Cho nên là những bạn nào chưa vào được thì hôm nay các con thấy chưa vào được thì các con giúp các bạn vào cái phần mềm này giúp cô nhá. Và tuy là mới được buổi thứ hai nhưng mà cô thấy là tinh thần các con học rất là hăng say, tích cực, hăng hái giơ tay phát biểu. Và nhìn chung là rất là trật tự. Cô khen cả lớp mình nào. Rồi buổi học chúng ta kết thúc ở đây nha. Cô chào các con. Rồi. Rồi cô chào các con nha. Rồi. Rồi cô chào các con.